Tháng 3 năm 1410, Mộc Thạnh thay Trương Phụ lĩnh ấn chinh di tướng quân, tiếp tục thực hiện việc đàn áp các phong trào khởi nghĩa của nhân dân Đại Việt. Dù Trương Phụ đã rút quân, vẫn còn một lực lượng khá mạnh được để lại cho Mộc Thạnh. Quân Minh bấy giờ ở nước ta vào khoảng hơn 4 vạn quân, cùng với hàng vạn ngụy binh. Mộc Thạnh vẫn đủ lực lượng chiến đấu và tiếp tục cố gắng duy trì thế chủ động trên chiến trường. Về phía quân hậu Trần cũng muốn chớp thời cơ Trương Phụ rút quân mà chiếm lại đất đai. Lúc này chiến tuyến giữa quân Minh và quân hậu Trần vẫn ở thế đan xen vào nhau. Quân hậu Trần không chỉ giữ thế phòng thủ vùng Thanh Nghệ, các nhánh quân ta vẫn cố gắng bám trụ ở đồng bằng sông Hồng, đánh phá tuyến sau của Mộc Thạnh. Mũi tấn công của Mộc Thạnh đã tiến sâu vào Thanh Hóa, nhưng tại các vùng hạ lưu sông Hồng, quân hậu Trần vẫn hiện diện. Tháng 6 năm 1410, lần lượt nổ ra những trận đánh lớn giữa ta và giặc. Ngày 13 tháng 6 năm 1410, quân Minh dưới sự chỉ huy trực tiếp của Mộc Thạnh đụng trận với quân hậu Trần do vua Trùng Quang Đế trực tiếp chỉ huy tại sông Ngu Giang, Nga Sơn, Thanh Hóa. Trận này, quân Minh chủ động dùng thủy quân tấn công, quân hậu Trần bị thua phải rút lui. Quân Minh chưa đuổi đến Cổ Hoàng, Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Trận này, quân hậu Trần mất 3.000 quân, tướng Lê Lộng bị giặc bắt. Thế nhưng mà quân Minh vẫn không thể kiểm soát được vùng Thanh Hóa. Bên cạnh lực lượng nghĩa quân hậu Trần, còn có lực lượng nghĩa quân của Lỗ Lược tướng quân Đồng Mạc kiên cường chiến đấu, giết giặc rất nhiều. Đồng Mạc đánh bắt được tướng Minh là Tả Địch, vây bức khiến cho một tướng khác là Vương Tuyên cùng kế tự vẫn. Nhờ có sự tương trợ của nghĩa quân Đồng Mạc, quân hậu Trần vẫn giữ vững được Thanh Hóa. Vua Trùng Quang Đế thấy Đồng Mạc lập được công lớn, phong cho chức phủ quản quận Thanh Hóa. Qua đó, việc hiệu lệnh cũng được thống nhất. Nghĩa quân của Đồng Mạc trở thành một bộ phận của quân hậu Trần. Ngày 14 tháng 6 năm 1410, một cánh quân Minh khác dưới quyền chỉ huy của đô đốc Giang Hạo tiến đến Hạ Hồng thuộc Hải Dương ngày nay, gặp phải quân hậu Trần dưới trướng Nguyễn Cảnh Dị đón đánh. Trận này quân Minh đại bại, Nguyễn Cảnh Dị thúc quân đuổi theo quân Minh đến tận bến Bình Than, đốt phá thuyền trại quân Minh gần hết. Một nhánh quân Minh khác cũng thua to tại sông Chanh, Ninh Bình ngày nay, tướng giặc là Tô Toàn bị đâm chết tại trận. Các trận thắng này đã cổ vũ phong trào khởi nghĩa ở các nơi. Các cuộc khởi nghĩa lúc này có khác biệt lớn về khả năng chiến đấu. Bên cạnh nhiều cuộc khởi nghĩa có tổ chức lỏng lẻo, quân tướng không được trang bị và huấn luyện tốt, dễ dàng bị quân Minh đánh tan, thì cũng xuất hiện một số quân khởi nghĩa có chiều sâu về tổ chức. Ở phủ Thái Nguyên có khởi nghĩa Ông Lão, ở Thanh Hóa có Nguyễn Ngân Hà, ở Thanh Oai có Lê Nhị, đều là những nhân vật nổi trội trong đám hào kiệt, đủ sức đương đầu với quân Minh. Vừa chiếm được một số lợi thế trên chiến trường, một lần nữa Trùng Quang Đế và bộ chỉ huy nhà hậu Trần thử dùng biện pháp ngoại giao, hy vọng rằng vua Minh sẽ bỏ việc đô hộ ở nước ta mà chuyên tâm lo việc biên phòng ở phương Bắc chống lại các bộ tộc Bắc Nguyên. Trùng Quang chủ động lui quân về Nghệ An, tạm ngưng chiến và củng cố lực lượng. Hành khiển Nguyễn Nhật Tư và thẩm hình viện sứ Lê Ngân được vua Trùng Quang giao trọng trách sang kinh đô Kim Lăng nước Minh bàn việc điều đình và cầu phong. Thế nhưng, đáp lại thiện chí đó, vua Minh Chu Đệ đã nhẫn tâm cho bắt giết sứ giả, qua đó một lần nữa thể hiện quyết tâm cướp nước ta của vị báo chúa này. Việc điều đình thất bại, vua tôi nhà hậu Trần hết sức căm giận sự ngang ngược của giặc, lại tiếp tục đẩy mạnh tiến công trên khắp các mặt trận. Từ Thanh Hóa trở ra, quân hậu Trần cùng các lực lượng khởi nghĩa khác liên tiếp đánh phá các đồn trại quân Minh, Mộc Thạnh phải vất vả chống đỡ. Khí thế quân dân ta dâng cao khiến cho quan tướng nước Minh phải tìm kế mua chuộc, dụ dỗ bên cạnh việc đánh phá tàn sát. Thượng thư Hoàng Phúc nước Minh lúc này giữ chức bố chính ty trong bộ máy cai trị ở nước ta, đã tăng cường cấp ruộng đất, tăng bổng lộc cho đám ngụy quan hòng khích lệ đám tay sai này ra sức phục vụ cho quân Minh. Đồng thời thì Hoàng Phúc cũng dâng sớ xin vua Minh nới lỏng chính sách cai trị ở quận giao chỉ, hòng giảm bớt sự chống đối trong dân chúng. Chu Đệ thấy tình hình đã nghiêm trọng, mà binh lực nước Minh bấy giờ phần nhiều tập trung ở phía Bắc để đánh quân Bắc Nguyên, bèn chủ trương thi hành chính sách chiêu dụ hòa hoãn. Vua Minh xuống chiếu ân xá, giao chỉ đã thuộc về chức phương, tức là bản đồ nước Minh, mà liền mấy năm chưa được yên nghỉ, nghĩ thương dân ấy sau cơn khốn khổ, đặc cách ba đơn khoan thứ xót thương, ngõ hầu khiến cho triệu dân đều được thấm nhuần đức trạch. Lại dụ cho các quan lại cai trị và dân chúng nước ta rằng, người giao chỉ đều là dân của trời, đã vỗ về chúng, thì chúng đều là con đỏ của trẫm. Chúng nhất thời đi theo bọn giặc, nghe nói bị giết, trẫm thực thương xót trong lòng, sao lại nỡ để chúng như vậy. Vả lại, bọn gây tội ác chỉ có mấy đứa thôi, còn trăm họ nơi bãi biển, hang núi bị chúng cưỡng bức, uy hiếp, hoặc giúp chúng lương thực,
hoặc bị chúng đem theo làm giặc ở các nơi đều là bất đắc dĩ, bị chúng làm cho lầm lỡ, chứ không phải là do bản tâm. Nếu biết hối hận, sửa bỏ lỗi lầm, đều cho được đổi mới. Làm ác chỉ có mấy đứa, trăm họ không có tội gì. Trong đó, người nào hiên ngang dũng cảm, có kiến thức, có thể bắt được mấy đứa kia đem dâng, thì nhất định sẽ ban cho quan to, tước cao. Còn bọn làm ác, nếu biết tẩy rửa tâm trí, đổi lỗi sửa mình, thì chẳng những được khoan tha tội lỗi, lại còn chắc chắn được làm quan vinh hiển nữa. Đối với các ngụy quan, vua Minh càng ra sức mua chuộc bằng danh lợi, chức tước và xuống chiếu phủ dụ. Các ngươi tài năng khôi kiệt, tư chất đôn hậu, sáng suốt nhìn xa, trước đã thành tâm gắng sức tận trung với triều đình, nghĩ tới công lao của các ngươi, đặc ân thăng cho chức vụ vinh hiển. Nay nghe các ngươi biết làm tròn nghĩa vụ, dốc sức lập công, bắt giết bọn phản nghịch, giữ vững đất đai, nghĩ đến lòng trung thành ấy, xiết nỗi vui mừng khen ngợi. Hiện nay bọn giặc còn sót chưa dẹp yên hết, các ngươi hay lập thêm nhiều công, ra sức quét sạch bọn chúng để tiếp nối công tích trước đây. Ta đặt cách sai người sang úy lão ban thưởng, các ngươi hãy kính cẩn phục tùng mệnh lệnh ân sủng này. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Đầu năm 1411, nhận thấy rằng những đòn tấn công của quân ta đã khiến quân Minh phải khốn đốn và thay đổi chính sách cai trị, nhà Hậu Trần lại một lần nữa kiên trì việc ngoại giao. Lần này, Mộc Thạnh đã nhân nhượng để cho sứ bộ Đại Việt do Hành Khiển Hồ Ngạn Thần, thẩm hình viện sứ Bùi Nột Ngôn đem cống phẩn và thư cầu phong sang Kim Lăng. Thái độ của vua Minh lần này đã có chuyển biến khác trước. Hắn không còn ngang ngược bắt giết sứ giả, mà chuyển sang đem quan tước ra dụ dỗ. Vua Minh sai Hồ Nguyên Chừng, nguyên là tả tướng quốc triều Hồ đã đầu hàng và đang làm quan cho Minh Triều, giả cách đến gặp sứ bộ hỏi han chuyện nhà. Kỳ thực là ngầm dò la tin tức và làm thuyết khách cho nước Minh. Hồ Ngột Ngôn giao động đem việc nước thổ lộ với Hồ Nguyên Chừng, lại nhận chức tri phủ Nghệ An của vua Minh phong cho. Vua Minh cũng xuống chiếu phong cho vua Trùng Quang làm chức bố chính sứ giao chỉ, Trần Nguyên Tôn làm tham chính, lại phong cho các tướng Đặng Dung, Nguyễn Cảnh Dị, Nguyễn Súy, Hồ Cụ làm đô chỉ huy, Phan Quý Hữu làm phó sứ ti án sát. Chu Đệ lại cho người đem thư cho vua Trùng Quang dụ rằng: bọn các ngươi dâng biểu xin hàng, nay chấp nhận lời xin, mỗi người được nhận chức quan. Nếu quả thành thực thì một phương hưởng phúc, vĩnh viễn thái bình. Nếu ôm lòng man trá, không có lòng thành, đại quân tiến đánh, thì chính các ngươi để họa lại cho dân chúng, hối cũng không kịp. Theo Bình Thực Lục. Từ góc độ của vua Minh mà nói, đây đã là một sự xuống nước khá rõ ràng. Nhưng mà từ góc độ của vua tôi nhà Hậu Trần, việc vua Minh đem những chức tước ra chiêu dụ chẳng khác nào một sự sỉ nhục. Và như vậy có nghĩa là việc điều đình đã thất bại. Bởi vì mục tiêu của nhà Hậu Trần là khôi phục lại nước Đại Việt cùng vương triều Trần, chứ không phải nhận lấy chức tước của vua Minh trong một quận giao chỉ. Việc Hồ Ngạn Thần đi sứ mà nhận chức tước của giặc lại đem quân cơ tiết lộ đã bị sứ giả Bùi Nột Ngôn cùng trình báo lên với vua Trùng Quang Đế. Vua hết sức bất bình liền hạ lệnh bắt giam và đem Hồ Ngạn Thần giết đi. Qua đó Trùng Quang Đế đã thể hiện tinh thần quyết chiến đến cùng với quân Minh, hòng giành lại độc lập hoàn toàn cho Đại Việt. Đầu năm 1411, vua nước Minh ra một số chính sách mang tính chất chiêu an và dùng chức tước mua chuộc vua tôi nhà Hậu Trần. Điều đó xuất phát từ hoàn cảnh khó khăn của nước Minh. Ở phương Bắc, chiến tranh lớn với Bắc Nguyên đòi hỏi Chu Đệ phải tập trung phần binh lực lớn về hướng Bắc. Phương Nam vì thế trở nên mỏng yếu, nền đô hộ của Đại Việt của Minh Triều trở nên lung lay. Tóm lại, việc giảng hòa của vua Minh chỉ là một bước đi tình thế, đi cùng với đó là việc củng cố bộ máy ngụy quyền trên đất nước ta, chứng minh rằng quyết tâm đô hộ đồng hóa nhân dân Đại Việt của bạo chúa Chu Đệ vẫn không thay đổi. Trước sự phản kháng mạnh mẽ của quân dân Việt, người Minh liên tiếp tổn hao nhân mạng và tiền của không hề nhỏ. Cái sự tổn thất này vượt lên trên tất cả những nguồn lợi mà giặc Minh thu được từ việc đô hộ nước ta. Điều này đã khiến trong nội bộ Minh Triều xuất hiện những ý kiến bất đồng với chủ trương cố sống cố chết không chịu trao trả độc lập cho Đại Việt của vua Minh. Tiến sĩ Giải Tấn, người từng làm Hàn Lông đại học sĩ trong triều đình nước Minh, được cử sang nước ta nhậm chức tham nghị. Khi đến nhậm chức, nhận thấy tình hình lòng dân đều tỏ ý phản kháng, Giản Tấy đã nói thẳng với các quan tướng Minh ở Đông Quan: giao chỉ chia đặt làm quận huyện không bằng để nguyên như cũ, nên phong tước chia đất cho các thổ hào để họ cai quản lẫn nhau. Chia đặt quận huyện, dẫu có cái được cũng không bù được những cái mất, cái lợi không chữa được cái hại. Lời của Giải Tấn thể hiện cái nhìn sâu sắc, biết mình biết người, nhưng rất tiếc
lại nói ra không hợp thời khi mà hầu hết bạn đồng liêu xung quanh ông và cả vua của ông đều là những con người tham công, hiếu chiến. Từ Đông Quan, các quan lại đô hộ mật tâu lời của Giải Tấn về cho Kim Lăng. Chu Đệ nghe được, đùng đùng nổi giận, xuống lệnh bắt ngay Giải Tấn dẫn về nước, rồi giao cho Cẩm Y Vệ giam giữ. Giải Tấn không lâu sau đó bệnh chết trong ngục. Đó là một sự dằn mặt các ý kiến trái chiều của vua Minh. Sau việc này, văn võ bá quan Minh Triều đều chỉ ngậm tăm mà thi hành những chủ trương bạo ngược, hiếu chiến đối với Đại Việt. Bên cạnh những sự hoài nghi trong nội bộ Minh Triều về cuộc đô hộ, thì trong hàng ngũ ngụy quan cũng không thiếu những người bất bình. Giáo thụ Lê Cảnh Tuân, người từng là giám sinh Quốc Tử Giám, vì nghe lời dụ dỗ phù Trần Diệt Hồ mà từng bước trở thành kẻ tay sai cho giặc. Này trước những hành động ngang ngược, bất chấp lý lẽ của quân Minh, đã không kìm nén được, viết một vạn ngôn thư gửi cho viên tham nghị Bùi Bá Kỳ. Văn ngôn là một bức kiến nghị các sách lược thượng trung hạ sách cho quân Minh, nhưng lồng vào đó là lời khuyên thực thi những lời hứa của quân Minh năm xưa khi mới tiến quân vào đánh nhà Hồ. Bức thư đó cũng bị quan lại nước Minh trình tấu về Kim Lăng. Chu Đệ không ngần ngại bắt giải Lê Cảnh Tuân sang Kim Lăng, cũng giam vào nhà ngục của Cẩm Y Vệ để bịt miệng. Sau đó, Lê Cảnh Tuân bị giam 5 năm trong ngục, cuối cùng bệnh chết trong đó. Lúc bấy giờ, Mộc Thạnh và quân tướng nước Minh rất cố gắng phối hợp với đám ngụy quân, ngụy quan chống trả các đợt tấn công của quân Hậu Trần. Tuy quân Minh chiến đấu rất hiệu quả, nhưng cũng núng thế dần trước khí thế của quân ta. Quân Hậu Trần không còn mở những cuộc hành quân lớn nhằm thẳng vào Đông Quan như trước, mà tổ chức những chiến dịch quy mô nhỏ hòng lấn đất dần. Các châu huyện thuộc các phủ Kiến Bình, Trấn Man, Tân Yên, Kiến Xương, Phụng Hóa, các vùng này thuộc các hướng Đông Bắc, Đông Nam đồng bằng sông Hồng, dần dần về tay quân Hậu Trần. Bên cạnh đó, một dải Giang Sơn từ Thanh Hóa trở vào, trở thành vùng hậu phương vững chắc cho nhà Hậu Trần. Trong vùng lãnh thổ này, bản sắc Đại Việt vẫn tồn tại và phát triển qua thời gian. Còn tại các vùng quân Minh chiếm đóng, nhân dân vẫn hết sức trông chờ được giải phóng khỏi ách đô hộ, dù cho vua Minh đã ra một số chính sách mới nới lỏng việc cai trị, hòng thu phục nhân tâm. Tình hình khách quan thuận lợi cho nhà Hậu Trần không kéo dài lâu, vì cuộc chiến giữa nước Minh và quân Bắc Nguyên dưới trướng Khả Hãn, bản Nha Thất Lý đã định đoạt xong trong năm 1410. Các bộ tộc Bắc Nguyên tuy thiện chiến nhưng rời rạc về tổ chức. Trong khi liên minh bộ tộc Thát Đát của bản Nha Thất Lý kiên quyết chống Minh, thì bộ tộc Ngõa Lạt lại chấp nhận hòa nghị với nước Minh, liên minh tấn công Thát Đát. Bản Nha Thất Lý cuối cùng chống không nổi trước quân Minh đông đến 50 vạn người dưới quyền tổng chỉ huy của chính Chu Đệ, lực lượng bị tiêu diệt gần hết. Do đó, quân Minh chiếm ưu thế hoàn toàn ở phương Bắc, lập tức chia quân hướng mũi giáo về Nam. Vua Minh thi hành một chính sách cháo trở hai mặt. Hắn dùng chiêu bài dụ dỗ mua chuộc các tầng lớp nhân dân bằng việc giảm nhẹ thuế khóa, tăng bổng lộc cho ngụy quan, đem chức tước ra để chiêu hồ những lực lượng khởi nghĩa. Nhưng ngay sau khi tình hình trong nước thuận lợi, một đạo viện binh lớn lập tức được chuẩn bị tiến sang Đại Việt, hòng đàn áp thẳng tay nhân dân ta. Và một khi việc dùng binh thuận lợi, sẽ không có chuyện bạo chúa Chu Đệ khoan dung cho người Việt bất cứ điều gì. Tháng 2 năm 1411, Trương Phụ lại lĩnh ấn Trinh Di tướng quân, nhận lệnh đem một đạo viện binh lớn tiến sang nước ta. Lực lượng quân Minh lần này bao gồm binh mã của 6 đô ti Tứ Xuyên, Quảng Tây, Giang Tây, Hồ Quảng, Vân Nam, Quý Châu, cả thảy có 14 vệ quân. Theo quân chế nước Minh, 14 vệ quân sẽ có quân số 78.400 lính, mỗi vệ có 5.600 lính. Tuy nhiên, Minh Thực Lục lại chỉ chép có 2.400 lính. Nhiều khả năng là sử nước Minh đã dùng thủ thuật quen thuộc là nói giảm quân số để đề cao chiến công của tướng Minh, khỏa lấp thất bại nếu có khi đi chinh phạt. Dù đã hạ lệnh cho quân tiếp viện, nhưng mà việc gom quân chuẩn bị cũng mất hàng tháng trời. Bởi vậy, vua Minh vẫn dùng thủ đoạn dụ dỗ để che giấu đi lưỡi gươm hiểm ác của mình. Tháng 3 năm 1411, vua Minh xuống chiếu dụ giao chỉ. Chậm nhận mệnh trời, cai trị muôn phương, vĩnh viễn che chở soi xét tình cảnh kẻ dưới, lòng đầy sự thương yêu, sớm chiều canh cánh. Nghĩ rằng giao chỉ đã được sáp nhập vào bản đồ, nhưng suốt năm chưa được yên ổn nghỉ ngơi. Sau buổi khốn khó giặc giã, bèn ban ơn khoan hồng như sau. Kể từ ngày 24 tháng 2 năm Vĩnh Lạc thứ 9 trở về trước, những người giao chỉ tụ tập trong núi rừng đều được xá tội, quân cho trở lại nguyên đơn vị, dân trở lại với nghề cũ. Quan lại quân dân phạm tội chưa bị phát giác cũng được tha. Ngoài thuế lương thực, các loại thuế vàng, bạc, muối, sắt, cá, hoa quả được miễn trưng thu trong vòng 3 năm. Vàng, bạc vẫn cấm không được khai thác. Nội bộ trong dân được phép giao dịch bằng vàng, bạc, tiền đồng nhưng không được đưa ra ngoài lãnh thổ.
Những thổ quan giao chỉ có tài năng rõ ràng về việc cai trị nhân dân, hãy tâu lên cho biết tên để thưởng cờ biển làm bằng, theo Minh Thực Lục. Như vậy là vua Tôi nước Minh sau nhiều phen khôn đốn vẫn kiên quyết không từ bỏ việc cướp nước ta. Việc binh đao giữa hai nước vẫn liên biên mãi không ngừng vì dã tâm của giặc. Vua Tôi nhà Hậu Trần lại phải đương đầu với một cơn sóng dữ nữa. Như đã nêu ở những kỳ trước, cuộc chiến dai dẳng giữa nước Minh và dân tộc Việt đầu thế kỷ 15 không chỉ là nỗi bất hạnh lớn cho nhân dân ta, mà còn đem lại những tổn thất to lớn cho chính bên gây chiến, chính là nước Minh. Bất chấp những tổn thất, vua Minh Thành Tổ, hay còn gọi là Minh Thái Tông, tên là Chu Đệ, vẫn liên tiếp điều quân tiếp vệ để duy trì nền đô hộ. Vì sao vua nước Minh lại không thể từ bỏ khi mà nhân tâm bất phục, lợi ích từ việc đô hộ không bù nổi thiệt hại và còn khiến vấn đề Đại Việt trở thành mối âu lo, tiềm ẩn nguy cơ cho cả đời vua kế nhiệm? Át hẳn đó không đơn thuần đến từ lợi ích. Có một thứ còn lớn hơn mà Chu Đệ rất sợ mất đi, đó chính là uy danh. Chính chữ danh đã khiến vị vua này bất chấp hy sinh tính mạng quân tướng của mình và sẵn sàng tiêu diệt cả giống nòi người Việt nếu cần. Từ bỏ Đại Việt để rút quân về nước, đối với Chu Đệ chính là một sự thừa nhận rằng hắn đã sai lầm và thất bại. Tên bạo chúa với tính cách cố chấp, ngông cuồng không bao giờ dám đối diện với điều đó. Tháng 4 năm 1411, trong lúc tại nước Minh, đội quân tăng viện dưới trướng Trương Phụ đang giáo giết chuẩn bị mọi thứ để tiến sáng nước ta, thì Chu Đệ cho ban thưởng hậu hĩnh cho các ngụy quan và xuống chiếu khích lệ tinh thần bọn tay sai bằng những lời có cánh. Các người tài năng khôi kiệt, tư chất đôn hậu, sáng suốt nhìn xa, trước đã thành tâm gắng sức tận trung với triều đình, nghĩ tới công lao của các ngươi, đặc ân thăng cho chức vụ vinh hiển. Nay nghe các ngươi biết làm tròn nghĩa vụ, dốc sức lập công, bắt giết bọn phản nghịch, giữ vững đất đai, nghĩ đến lòng trung thành ấy, xiết nỗi vui mừng khen ngợi. Hiện nay bọn giặc còn sót chưa dẹp yên hết, các ngươi hãy lập thêm nhiều công, ra sức quét sạch bọn chúng để tiếp nối công tích trước đây. Ta đặc cách sai người sang úy lạ ban thưởng, các người hãy kính cẩn phục tùng mệnh lệnh ân sủng này, theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư. Qua những việc trên mà Chu Đệ đã làm cho thấy, hắn đã cùng lúc thực hiện cả hai chính sách lớn. Đó là chính sách dùng người Việt đánh người Việt để giúp duy trì sự kiểm soát trên lãnh thổ chiếm đóng. Kế đến là chính sách sử dụng quân đội chính quy đông mạnh từ nước Minh tiến sang để tấn công dứt điểm nhà Hậu Trần và các phong trào khởi nghĩa khác. Tháng 5 năm 1411, Trương Phụ đem quân tiến vào địa phận nước ta, vào thành Đông Quan hội quân với Mộc Thạnh. Đến đây thì Trương Phụ lại thay Mộc Thạnh nắm quyền chủ soái, còn Mộc Thạnh làm phó soái. Quân Minh đêm ngày cho người dò la tin tức và bàn bạc kế hoạch tấn công. Quân Minh lần này cũng sử dụng lực lượng lớn thủy quân. Trong các kế hoạch hành quân, giặc chủ yếu di chuyển bằng thuyền dọc các con sông. Công việc chuẩn bị của quân Minh lần này rất công phu. Các lực lượng ngụy quan, ngụy binh được lệnh đóng chiến thuyền, làm đồn điền cung cấp quân lương cho đạo quân viễn chinh nước Minh. Từ giữa năm 1411 cho đến mùa hạ năm 1412, quan tướng nước Minh ra sức bắt nhân dân vùng kinh lộ phục dịch, góp lương thảo để nuôi quân, khiến dân chúng vô cùng khổ sở. Điều này hoàn toàn trái ngược với những lời hứa trong các chiếu chỉ của vua Minh chỉ mới cách đó không lâu. Hoàn toàn không có sự tốt đẹp nào mà chính quyền đô hộ dành cho nhân dân ta, chỉ có thực tế là những việc bắt giết, đàn áp, bóc lột thậm tệ. Sách Việt Sử Tiêu Án của Ngô Thị Sĩ bình luận về sự trái ngược trong lời lẽ của vua Minh và hành động của quan tướng nước Minh đối với dân ta như sau. Người Minh thống trị nước ta, tự nghĩ có thể lấy oai lực mà áp chế được, nhưng từ tháng 5 năm Đinh Hợi bắt được Hồ Quý Ly rồi, tháng 10 vua Giản Định lại lên nôi, nối đến là vua Trùng Quang, trong 5-6 năm chiến tranh không thôi mới biết là khó bình được, bấy giờ mới cầm quyền ban chiếu sắc, nghĩ cách úy dụ dân, nhưng mà Trương Phụ đi đến đâu giữ hơn hổ cái, Hoàng Phúc ra lệnh dối như lông lươn. Vua Minh ở xa cách, không biết dân thuộc quốc khốn khổ đến thế, bảo sao mà dân chả nhớ nước cũ mà coi người Minh là cừu thù. Lời bàn của Ngô Thị Sĩ quả xác đáng với bối cảnh lúc bấy giờ, nhưng riêng việc vua Minh không biết rằng dân ta khốn khổ thì không hẳn là đúng. Việc nhân dân ta có khốn khổ hay không, kỳ thực đó chỉ là mối quan tâm thứ yếu đối với Chu Đệ. Cái mà hắn quan tâm chính là nhân dân ta có phục tùng hay không. Việc tập trung nguồn lực của Trương Phụ cũng không hề dễ dàng mà bị chậm tiến độ do các sự chống đối của nhân dân. Trước khi Trương Phụ kéo quân sang, tại các vùng trung du, rừng núi hiểm trở vẫn còn tồn tại những đội nghĩa quân tự phát, thường xuyên là mối đe dọa với quân đồn trú nước Minh. Đến khi Trương Phụ sang, bóc lột nhân dân tàn tệ, mọi người vì thế mà căm phẫn, dù bị kìm kẹp gắt gao nhưng vẫn trực chờ cơ hội vùng lên. Tháng 7 năm 1411, Trương Phụ mở chiến dịch lớn tiến đánh nhà Hậu Trần. Từ Đông Quan, quân Minh chia làm hai đạo thủy bộ.
Đạo thủy binh là lực lượng chính dưới quyền chỉ huy của Trương Phụ. Mộc Thạnh chỉ huy cánh bộ binh. Mục tiêu của hai cánh quân Minh là tấn công đánh lấn nhanh về phía Nam, giành quyền kiểm soát vùng Thanh Hóa, rồi từ đó làm bàn đạp đánh xuống Nghệ An để bắt vua Trùng Quang Đế. Trương Phụ bị quân hậu Trần dưới sự chỉ huy của hai tướng Đặng Dung, Nguyễn Cảnh Dị đánh cầm chân ở Trường Yên. Quân Minh vừa vất vả tháo dỡ đá mà quân ta đã lấp sông, nhổ cọc khơi nguồn, vừa phải chống đỡ với các đội quân mai phục, tập kích đánh tỉa. Trương Phụ tiến rất chậm, tổn thất một lực lượng đáng kể. Đến cửa Thần Phù, Đặng Dung và Nguyễn Cảnh Dị lại tung quân đánh một trận nữa, cố gắng tiêu hao lực lượng giặc trước khi cho quân rút lui về Thanh Hóa bảo toàn lực lượng, lập trận địa mới. Quân bản bộ của Mộc Thạnh thì bị trúng mai phục của Nguyễn Súy ở đèo Tam Điệp. Quân Minh tổn thất không nhỏ, nhưng mà vẫn đủ lực lượng vượt qua được Nguyễn Súy. Nguyễn Súy sau đó cũng lui về Thanh Hóa hội quân với các tướng khác. Quân Minh tiến vào Thanh Hóa vào tháng 8 năm 1411. Hai cánh quân của giặc tập kết dồn sức tổng lực đánh vào cứ điểm phòng thủ của quân hậu Trần tại sông Nguyệt Thường, hạ lưu sông Mã. Tại đây, các tướng hậu Trần là Nguyễn Súy, Nguyễn Cảnh Dị, Đặng Dung, Hồ Cụ cũng gom hết quân để cùng nhau phòng thủ. Ban đầu, Trương Phụ dùng cách đánh vỗ mặt, bị nghĩa quân dựa vào phòng tuyến chống trả quyết liệt. Hai bên đánh nhau liên tiếp mấy ngày trời, bất phân thắng bại. Sau đó, Trương Phụ mới theo phép đông hơn hai lần thì phân ra, lệnh cho đô đốc Chu Quảng, đô chỉ huy Trương Thắng, Du Quảng cứ thế dẫn chiến thuyền theo dòng sông mà tiến đánh, bất chấp chướng ngại vật và thiệt hại từ cung tên, súng đạn của quân ta. Mộc Thạnh dẫn quân kỵ bộ tấn công mạnh vào một hướng khác, còn Trương Phụ dẫn quân men theo đường rừng, đi vòng đánh vào mặt sau trận địa của quân hậu Trần. Quân ta đang cố sức đánh trả mặt trước, lại bị Trương Phụ bất ngờ tấn công từ mặt sau, thế trận bỗng chốc trở nên bất lợi. Thấy quân Minh ba mặt giáp công, các tướng cùng nhau gấp rút hạ lệnh rút quân, nhanh chóng thoát khỏi thế bao vây. Rốt cuộc quân Minh phá được tuyến phòng ngự Nguyệt Trường với một cái giá rất đắt. Những cánh nghi binh của quân Minh bị quân phòng thủ của ta gây thiệt hại nặng, xác giặc nằm la liệt khắp chiến trường, trôi lềnh bềnh dưới sông. Quân hậu Trần trong trận này tổn thất hơn 400 quân, mất nhiều chiến thuyền. Các tướng hậu Trần là Đặng Tôn Mục, Lê Đức Di, Nguyễn Trung bị giặc bắt. Thắng trận tại Nguyệt Trường, nhưng mà Trương Phụ chẳng thể tiếp tục cuộc tấn công. Bởi vì khi quân Minh rời Đông Quan tiến xuống phía Nam, thì hào kiệt vùng Kinh Lộ, tức là trung tâm đồng bằng sông Hồng, đã thừa cơ vùng lên đánh phá khắp nơi Lê Nhị, Phạm Khả ở Thanh Oai, uy hiếp Đông Quan từ mặt Đông Nam, nghĩa quân ông lão ở Thái Nguyên. Trước bị quân Minh bức bách, nay lại có dịp hoạt động mạnh trở lại. Ông lão lãnh đạo nghĩa quân tiến đánh Cổ Lũng, Lạng Sơn, Động Hỷ, Tư Nông, Thái Nguyên, uy hiếp Đông Quan từ hướng Bắc. Quan tướng Minh ở thành Đông Quan phải biên thư cáo gấp. Trương Phụ không thể dứt điểm được nhà hậu Trần trong một sớm một chiều mà Đông Quan lại đang nguy cấp. Sau khi cân nhắc, hắn phải cùng Mộc Thạnh đem đại quân rút nhanh về cứu thành Đông Quan. Thế trận bỗng chốc đảo chiều. Rõ ràng chiến cuộc tại Đại Việt không chỉ có quân Minh và nhà hậu Trần. Quân giặc thực sự đã phải đương đầu với cả một dân tộc. Nửa cuối năm 1411, Trương Phụ phải bỏ dở giữa trường chiến dịch đánh diệt nhà hậu Trần để đem quân về cứu thành Đông Quan, đang bị các toán quân khởi nghĩa uy hiếp. Điều này đã giúp nhà hậu Trần được giải vây, nhưng gánh nặng lại dồn sang các lực lượng khởi nghĩa ở phía Bắc. Bấy giờ Lê Nhị xưng là Long Hổ tướng quân đại đô đốc, lãnh đạo quân dân mở chiến dịch công phá thành Đông Quan. Lê Nhị với đạo quân 5.000 người tiến đến ngay sát thành Đông Quan thì đã bị một lực lượng quân Minh áp đảo tuyệt đối dưới sự chỉ huy trực tiếp của Trương Phụ từ phía Nam trở về tiến đánh dữ dội. Nghĩa quân đã chiến đấu rất anh dũng nhưng không chống nổi do tương quan quá chênh lệch. Hơn 1.500 nghĩa sĩ đã hy sinh trong trận chiến, một số tan rã hàng ngũ. Lê Nhị trúng tên tử trận, tướng dưới trướng ông là Phạm Khả cùng số tàn quân còn lại kịp rút lui, kéo nhau vào rừng núi ẩn trốn. Đánh tan quân của Lê Nhị rồi, Trương Phụ sai tướng đánh thốc lên phía Bắc thành Đông Quan, hòng tiêu diệt nghĩa quân ông lão. Liệu sức không thể đối đầu ngay với giặc, ông lão cho quân rút vào rừng sâu, chia nhỏ lực lượng chờ quân Minh rút đi thì lại đánh phá các đồn trại của bọn ngụy quan. Những cái hoạt động này khiến cho quân Minh mất rất nhiều thời gian để đánh dẹp. Cũng trong năm 1411, hàng loạt các cuộc khởi nghĩa khác trên khắp các vùng miền Bắc đã khiến quân Minh vô cùng vất vả đối phó. Nhà hậu Trần cũng hành động để phối hợp với các thủ lĩnh nghĩa quân. Đặng Dung, Nguyễn Súy cùng các tướng hậu Trần khác là Tôn Nhân, Trần Lỗi đem thủy quân vượt biển ra Bắc đánh vào Vân Đồn, Hải Đông để cướp lương thực, hỗ trợ và cổ vũ nhân dân vùng đồng bằng sông Hồng càng nô nức giết giặc. Thành Đông Quan gần như lọt thỏm giữa muôn trùng vây các cuộc khởi nghĩa. Mặc dù các toán quân khởi nghĩa lần lượt bị đàn áp do rời rạc thiếu đồng bộ, nhưng mà cũng đã khiến cho hàng ngàn quân Minh bỏ thây, và nhất là khiến cho mục tiêu sớm bình định Đại Việt của vua Minh thất bại. Trương Phụ càng đánh nhiều, càng thắng nhiều thì lại càng khiến cho sự chống đối càng thêm dữ dội.
Quân Minh không có năng lực để diệt chủng toàn bộ nhân dân Đại Việt cũng như hoàn toàn tiêu diệt các lực lượng nghĩa quân, cho nên phải duy trì lực lượng ngụy quân, ngụy quan để chia sẻ gánh nặng với quân viễn chinh người Minh và khiến người Việt bị chia rẽ. Nhưng rồi, chính trong lực lượng tay sai đó cũng xuất hiện nhiều người chống đối, vì càng nhiều người trong số họ cũng phát hiện ra rằng mình bị lừa dối và ép buộc. Sách Bình Định, Giao Nam Lục của người Minh phải viết, vì rằng trong những quân Vệ Châu huyện mới đặt, người Giao Châu nhiều, xưa nay vốn ở ngoài vòng thanh giáo, ưa thích phóng túng, không chịu nổi sự sách nghĩa của quan lại tướng sĩ. Họ thường nhớ tục cũ, mỗi khi nghe giặc nổi lên là cùng hưởng ứng. Tướng giặc đến đâu là được chúng cung ứng, giấu giếm, cho nên giặc tan rồi lại hợp. Đầu năm 1412, tại Thái Nguyên, viên phụ đạo là Nguyễn Nhuế khởi binh đánh phá quân Minh. Tình hình nghiêm trọng buộc Trương Phụ phải đích thân dẫn quân đi đánh dẹp mới yên được. Để có được một vùng kinh lộ tạm yên ổn làm bàn đạp tiến về phía Nam, Trương Phụ phải mất hơn nửa năm trời. Thế thì quãng thời gian này là ngắn hay dài? Chúng ta cần biết rằng thời trước quân Tống chỉ bị cầm chân ở Như Nguyệt 2 tháng trời mà cạn kiệt lương thực, phải rơi vào cảnh khốn đốn. Quân Nguyên Mông ở nước ta chưa đến nửa năm lại phải thường xuyên cướp bóc vơ vét lương thực ở trong dân mà cũng lâm vào cảnh đói khát. Vậy nên, việc quân Minh loay hoay phá vòng vây quanh Đông Quan là một sự sa lầy trầm trọng. Chiến sự liên miên bào mòn quốc lực của nước Minh và càng khiến quân Minh tăng cường vơ vét bóc lột nhân dân ta ở vùng chúng chiếm đóng. Chiến tranh là một cái vòng luẩn quẩn điên rồ, nơi mà những kẻ tham tàn ném quân dân cả hai bên vào chỗ khổ sở, chết chóc. Tuy nhiên, dựa vào việc được cung cấp nhân lực, vật lực liên tục từ nước Minh và việc lập đồn điền cho ngụy quân sản xuất lương thực, quân Minh đã giải quyết được khó khăn về hậu cần. Trương Phụ sai quân tấn công đội thủy quân của Nguyễn Xúy đang hoạt động ở ven biển vùng Hải Đông, Quảng Ninh, Hải Phòng ngày nay, giành được thắng lợi. Quân dưới trướng Nguyễn Xúy bị hao tổn đến quá nửa, các tướng phải cho lui quân về Nghệ An. Không có sự hậu thuẫn của quân hậu Trần, phong trào khởi nghĩa cũng tạm thời lắng xuống. Đến giữa năm 1412, Trương Phụ đã bắt đầu mở chiến dịch mới tiến về phía Nam, tiếp tục công việc đàn áp nhà hậu Trần, chỗ dựa của toàn bộ phong trào kháng Minh thời bấy giờ. Tháng 7 năm 1412, Trương Phụ và Mộc Thạnh đem đại binh từ Đông Quan vào đánh Nghệ An, với mục tiêu là nhanh chóng tiêu diệt nhà hậu Trần. Quân Minh vấp phải sự kháng cự mạnh mẽ của quân hậu Trần tại vùng Trường Yên, Ninh Bình. Tại đây, vua Trùng Quang sai ba tướng giỏi nhất của mình là Đặng Dung, Nguyễn Cảnh Dị, Nguyễn Xuy đón đánh. Về sau, phò mã Hồ Bối cũng được đem lệnh, đem quân tăng cường. Tuy nhiên thì quân hậu Trần vẫn ít hơn quân Minh rất nhiều. Chẳng những vậy, cả quân lẫn tướng giặc đều tinh nhuệ, nhiều tên, thậm chí còn dày dặn, kinh nghiệm. Quân ta dùng kế chia quân đánh tỉa, cốt làm chậm nhịp tiến quân của giặc. Trương Phụ phải mất nhiều thời gian ở Trường Yên. Dù vậy, là một viên tướng lão luyện, Phụ vẫn giữ được phần đông lực lượng trước sự đánh phá của quân hậu Trần, lầm lũi từng bước một tiến dần về phương Nam. Đầu tháng 9 năm 1412, quân Minh và quân hậu Trần đánh nhau một trận lớn. Nguyễn Xúy, Đặng Dung, Nguyễn Cảnh Dị cùng nhau chia quân bày trận ở Mô Độ, huyện Yên Mô. Quân hậu Trần tập trung lực lượng chặn cửa biển Thần Phù, nơi sông đáy đổ ra biển. Thủy quân ta có khoảng 400 chiến thuyền. Bộ binh có vài ngàn quân mai phục trên bờ chờ đánh bộ binh của giặc. Cửa biển Thần Phù là vị trí mà quân Minh phải đi qua để vượt biển tiến đánh Nghệ An, nơi mà Trùng Quang Đế đóng đại doanh. Do vị trí chiến lược quan trọng mà binh thuyền do ba tướng Đặng Dung, Nguyễn Cảnh Dị, Nguyễn Xúy nắm giữ, cũng là lực lượng mạnh nhất mà Trùng Quang Đế có thể điều động được vào lúc đó. Dẫu rằng lực lượng này vẫn thua kém quân của Trương Phụ, Mộc Thạnh, nhưng mà nhà hậu Trần cố gắng trông cậy vào địa lợi. Nơi mà quân ta lựa chọn để đặt trận địa đón đánh giặc là nơi đường hẹp lầy lội, nhằm hạn chế tối đa sức mạnh kỵ binh của giặc. Ngày 6 tháng 9 năm 1412, Trương Phụ đem binh thuyền tiến đến cửa biển, cùng quân hậu Trần giao chiến một trận đẫm máu.